Tán Tu Chi Vương tập 25, Tu Sĩ 10 năm trước thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Vị huynh đài này, không rõ có thể đi ra đằng kia nói chuyện. Lập tức gã ngẩn người vì một tu sĩ gầy khô mà khoảng giác pháp bảo theo hình hồ đến cạnh gã khẽ nói. Không phải chứ, lẽ nào lại là một lâm đạo nhất? Ngụy sách hồ nghi nhìn tu sĩ gầy khô tai nhọn miệng chuất, chỉ có tu vi thần hải cảnh tam trọng này, cảm giác sao ý bắt chuyện với gã cũng giống như tình cảnh lâm đạo nhất làm quen. Vị huynh đài này, yên tâm đi, tại hạ thấy huynh xuất thủ bất phàm, chỉ định bán một thứ chứ không có ác ý thấy người sách hoài nghi tu sĩ gầy khô má hốc miệng nhọn này cười khan vật của tại hạ hơi đặc biệt không tiện nói chỗ đông người bán một thứ được được thần bí thế này chắc phải có gì hay mau xem ý bán gì lục bào lão đầu nghiện mua sắm kêu lên thật ra là việc gì hoàn toàn tắt tiếng với lục bào lão đầu người sách gật đầu theo tu sĩ gầy khô đi vào một con ngõ rất hẹp tu sĩ gầy khô nhìn quanh hạn giọng với vẻ thần bí thứ tại hạ muốn bán thật ra là tin tức tin tức chà lục bào lão đầu ré lên để thất vọng ngụy sách hơi bất ngờ tin tức gì tin tức liên quan đến một món linh khí tu sĩ gầy khô cười hắc hắc đến nơi mà tại hạ nói sẽ lấy được một món linh giai pháp bảo ý các hạ là tại hạ trả một món linh thạch rồi đến chỗ các hạ bảo là có linh khí tự ra tay lấy ngụy sách mặt mũi lạnh tanh hỏi tu sĩ gầy khô mỉm cười huynh đài quả nhiên là người thông minh hiểu ý tại hạ ngay ngụy sách liếc y các hạ cần bao nhiêu linh thạch tu sĩ gầy khô do dự 500 viên hạ phẩm linh thạch 500 viên hạ phẩm linh thạch Ngụy Sách bật cười lạnh, tại hạ cho các hạ biết một nơi có đạo giai pháp bảo, các hạ trả mũ một nghìn viên hạ phẩm linh thạch thế nào? Tu sĩ gầy khô tròn mắt, các hạ biết nơi có đạo giai pháp bảo? Ngụy Sách cười rồi nói, dù ta không biết trả lẽ lại không nói loạn ra một nơi. Ngươi biết trụ có linh khí mà không đến lấy, chỉ cần của ta 500 hạ phẩm linh thạch rồi để ta lấy món linh khí giá trị ít nhất sáu bảy nghìn viên, ngươi coi ta là thằng đần hạ. Tu sĩ gầy khô lắc đầu, hóa ra huynh đài cho rằng tại hạ bịa đặt để kiếm linh thạch, bất quá tại hạ không đi lấy linh khí đó vì có nỗi khổ nó không nằm một chỗ mà cắm trên lưng một con yêu thú tu vi của tại hạ không địch nổi yêu thú đó cắm trên lưng một yêu thú ngụy sách trượt có cảm giác cực kỳ hoang đường lẽ nào tu sĩ này nói đến xích giáp trùng trường lão mà gã từng gặp nói lung tung nếu linh khí cắm trên lưng yêu thú thì nó không chết cũng trọng thương ngươi không địch nổi hạ. ngụy sách lạnh giọng ngươi không đối phó nổi sao lại cho rằng ta có thể tại hạ biết là khó tin bất quá tại hạ đảm bảo không nói sai có thể thể cũng được tu sĩ gầy khô cười khổ yêu thú đó là trường lão cấp đã tiến giai bối giáp đặc biệt dày linh khí tuy xuyên thấu bối giáp nhưng tựa hồ không cắm sâu vào thịt nên không tạo thành tổn thương lớn với nó tại hạ thấy huynh đài mua bán rộng tay tiêu mấy nghìn linh thạch không phải hạng tu sĩ cấp thấp bọn tại hạ so được yêu thú đó vốn chỉ là nhị cấp yêu thú dù tiến giai thì tại hạ thấy với bản lĩnh của huynh đài chắc đối phó không thành vấn đề nghe đến đây cả lục bào lão đầu lẫn ngụy sách cơ hồ đã khẳng định tu sĩ gầy khô nói đến con xích giáp trùng đó xem ra xích giáp trùng huynh đệ lại chạy lung tung để tu sĩ này nhìn thấy ngụy sách thầm lắc đầu ngoài mặt lại tỏ vẻ hung hăng vị huynh đài này yêu thú tiến sai đó có phải là xích giáp trùng trường lão cái gì sao các hạ biết tu sĩ gầy khô thiếu chút nữa nhảy bật lên biến hẳn sắc mặt nhìn ngụy sách như gặp quỷ ngụy sách không đáp mà lạnh giọng hỏi các hạ đã gặp thiếu cung chủ kim thiếu cung lý hồng lân chưa chưa gặp tu sĩ gầy khô không rõ gã có ý gì nhìn gã với ánh mắt liên tục thay đổi là tại hạ ngụy sách gửi lạnh cho các hạ biết kim thiếu cung phát hiện còn xích giáp trùng đó lâu rồi mấy hôm nay bản cung đang định giết nó để lấy vật trên lưng không ngờ các hạ lại thấy con xích giáp trùng đó, hiện tại các hạ đã hiểu hậu quả khi tiết lộ tin tức này chưa? Hiểu, hiểu, tu sĩ gầy khô mặt mũi xám như cho tàn, gật đầu lia lịa, việc này tại hạ sẽ chôn chặt trong lòng, không cho ai biết. Biết thì tốt rồi, ngụy sách mặt mũi lạnh tanh nói, nếu bọn ta phát hiện có kẻ phỗng tay trên thì ngươi cứ đợi bị kim thứ cung truy sát. Đoạn hạ lại hừ một tiếng, nhìn đối phương một lần nước trước khi đến chỗ náo nhiệt của thành bắc dạ thị. Được lắm, ha ha, việc giá họa, ý thế giúp người này ngươi làm rất khá, ta thích lắm. Ngụy Sách cơ hồ mới quay đi, Lục Bảo lão đầu đã cười ha hả, bất quá y mà không nhắc thì ta quên mất, dù y bị người dùng danh hiệu Kim Thứ cung dọa nạt, không dám bán tin tức nữa nhưng không chắc không còn ai đã thấy con xích giáp trùng đó, với thực lực của ngươi bây giờ có thể tính việc đi giết xích giáp trùng trưởng lão. Ngụy Sách cũng hơi động lòng nhưng do dự một chốc thì lắc đầu, lúc này ra ngoài thành không an toàn, đợi khi ta để thằng ít nhất đến Chu Thiên cảnh, Tử Huyền chân quyết đạt đến địa cấp lê giai công pháp thì tính. Cũng được, Lục Bảo lão đầu đồng ý, giữ được núi xanh lo gì thiếu củi đun, chỉ cần giữ được tính mạng tu vi tăng lên thì linh khí đạo khí thậm chí huyền khí đều không thành vấn đề sẽ có cơ hội lấy được xem có thứ gì để đối phó hắc huyết giao không đã người sách tính toán một lúc chỉ còn hơn một vạn bay nghìn viên hạ phẩm linh thạch còn phải trả cho cửu đình trai hơn bảy nghìn viên nên số linh thạch để tiêu không còn nhiều gã rất động lòng với hắc huyết giao và kim ban sâm rất có khả năng tồn tại đó có đủ linh thạch thì đến những ngôi thành lớn có tu sĩ tụ tập là mua được linh khí chứ kim ban sâm thì có linh thạch cũng không mua được được đi mua tiếp ta thích lục Bảo lão đầu lại hưng phấn hẳn ồ trước mặt gã bên trái có một khối hoàng nguyên tinh nô thú tàn thiên của ngươi không ghi lại nhưng ta biết thứ đó có thể nâng cao khí huyết cho yêu thú chế thành dược dịch thì rất hữu dụng với vệ tâm trùng tiên thiên bất túc của ngươi mua cho mau vậy hả ngụy sách đi đến chỗ lục bào lão đầu nói một trung niên tu sĩ mặc áo bào lam sẫm cầm một cọng như thổ đậu nhưng màu vàng thẫm gã nhìn vào hoàng nguyên tinh vàng sẫm từ từ đi tới tung niên tu sĩ ngẩng lên phát hiện ngụy sách đang nhìn hoàng nguyên tinh nhìn rõ mặt gã thì y đột nhiên biến sắc gom hết mọi thứ lại, nhanh chóng rời khỏi thành Bắc Tập thị. Hành động đó khiến gã hơi ngẩn người, tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn theo bóng trung niên tu sĩ, Ngụy Sách đột nhiên trắng nhợt mặt mày, vội vàng đuổi theo. Lục Bào lão đầu thấy lạ hỏi, ngươi có gì hiểm khích với tu sĩ đó hả? Chuyện gì hả? Ngụy Sách lạnh giọng, nếu ta không nhớ nhầm, y họ Trần là bạn tốt của phụ thân ta, năm xưa phụ mẫu ta và y cùng mấy tu sĩ khác ra ngoài thiên khung. Lục Bảo lão đầu tắt tiếng ngay, vị huynh đài ở đằng trước có phải họ Trần không? Ngụy Sách sầm mặt, cầm vang, trung niên tu sĩ cơ hồ không nghe thấy càng đi nhanh hơn ngụy sách giấy lên kinh đảo hãi lãng trong lòng gương mặt trung niên tu sĩ này và tu sĩ họ trần năm xưa khác xa nhau nhìn dáng rất giống ngụy sách còn nhớ tu sĩ họ trần năm xưa khi cất bước thì vai trái hơi thấp hơn vai phải một chút phản ứng của trung niên tu sĩ cơ hồ khiến gã khẳng định y là tu sĩ họ trần cùng với phụ mẫu gã năm xưa cùng ra ngoài thiên khung chỉ cần chặn y lại là sẽ hiểu rõ năm gã 13 tuổi phụ mẫu đã gặp chuyện gì ở ngoài thiên khung ngụy sách nhớ rõ năm đó tu vi của tu sĩ họ trần kém xa phụ mẫu gã chỉ thần hải cảnh tam trọng bình thường vì có quan hệ tốt nên vụ mẫu gã đi đâu cũng đưa y theo chiếu cấu chiêu đáo giờ ngụy sách dùng vọng khí thuật nhìn sang thì trung niên tu sĩ đã có tu vi chu thiên cảnh nhất trọng thuật pháp cũng đã đổi thành huyền cấp cao dài tu sĩ họ trần đi nhanh đến truyền tống pháp trận ở thành bắc ai chặn người kia lại ta cho 500 hạ phẩm linh thạch ngụy sách thấy không được kịp thì gầm lên mấy tu sĩ đi đường nghe vậy thì đều máy động nhưng tu sĩ họ trần đang lao nhanh về truyền tống pháp trận trượt rực lên sáu giải quang hoa nóng bỏng uy áp trào dâng tu sĩ chu thiên cảnh mấy tu sĩ nhấp nhổm ra tay đều biến sắc tuy trong linh nhạc thành không cho dùng thuật pháp mấy người sông lên chắc sẽ cầm chân đối phương được nhưng họ đều chỉ là tu sĩ thần hải cảnh tam tứ trọng biết rõ đắc tội một tu sĩ chu thiên cảnh sẽ gặp hậu quả gì đột nhiên tu sĩ họ trần vung tay một cái bao bố đen lao vút về phía ngụy sách cái bao rơi xuống đất ngụy sách đuổi tới nhặt lên không kịp nhìn rõ ngụy sách hữu đuổi theo tu sĩ họ trần lúc gã bước vào nơi đặt truyền tống pháp trận của thiên nhất môn thấy đối phương khuất bóng trong bạch sắc linh quang của một pháp trận không cần trả lại mau khởi động pháp trận ngụy sách đưa một viên trung phẩm linh thạch cho đệ tử thiên nhất môn trông coi truyền tống pháp trận chỉ vào pháp trận vừa tắt bạch sắc linh quang ngụy sách không biết rằng cơ hồ thân ảnh gã vừa tan trong truyền tống pháp trận thì hồng bào tu sĩ từng tranh chấp địa cấp địa hỏa lô phòng với gã cũng đến chỉ vào truyền tống pháp trận gã vừa đi giao hai viên hạ phẩm linh thạch xong thì hồng bào tu sĩ cũng vào trong truyền tống pháp trận ở đầu kia ngụy sách vừa ra khỏi truyền tống pháp trận còn chưa nhìn rõ được truyền tống đến chỗ nào ở ngoài linh nhạc thành sắc mặt càng lúc càng khó coi truyền tống pháp trận tọa lạc trong một sơn cốc tu sĩ họ trần nhanh chóng ra đến ngoài cốc lấy ra một pháp khí như cánh diều phong chốc diên phi đội pháp khí đặc hữu của thất tinh thành hàn phong cốc trông giống một cánh diều ngòi lên kêu soàn soạt nhưng tốc độ lại cao hơn phong vân lý của ngụy sách gã nghiến răng lấy ra phi độn pháp bảo bạch ngọc hạc của văn đạo các dồn chân nguyên vào lập tức ngọc hạc thủng lỗ chỗ lớn vụt lên trước mặt phù một tiếng bạch ngọc hạc chở gã lao đi thoáng sau cứ lắc lắc lư lư trên không trung thân ảnh ngụy sách trên lưng hạc cũng lắc theo bạn đang xem tán tu chi vương được đọc tại kênh youtube gì các phim họ trần kia chưa kịp khống chế pháp bảo thuần thục thiếu chút nữa ngã nhào xuống ngụy sách gầm lên phụ mẫu của ta có phải bị hại trong tay các ngươi đằng trước tu sĩ họ trần trên phong trúc diền hơi dững lại nhưng vẫn không ngoái lại thứ mỗ cho các hạ đã có đáp án không cần đổi theo giọng y từ gió đêm vẳng về bên ngoài truyền tống trận lại là hôi cốt sơn lĩnh ở phía tây bắc linh nhạc thành có nhiều loại yêu thú như lôi kiêu thôn thạch viên trong gió đêm còn vẳng tiếng yêu thú gào rít ngụy sách không bỏ cuộc cố gắng khống chế bạch ngọc hạc lắc lắc lư lư gàn giọng phụ mẫu ta luôn chiếu cố ngươi, đối xử với ngươi không bạc, ngươi không thẹn với đồng sao, dừng lại nói rõ với ta. Tu sĩ họ Trần không nói mà lao vào một vạt rừng núi gần đó. Bạch Ngọc Hạc cùng Ngụy Sách tuy phá tổn, trông rất khó coi nhưng tốc độ phi độ nhanh hơn nhiều phong trúc diên, chỉ là gã miễn cưỡng điều khiển được Bạch Ngọc Hạc, không phát huy nổi tốc độ, nhất thời chật vật rút dần cự ly, thoáng thấy bóng tu sĩ họ Trần, vừa chạy vừa đuổi, cả hai vượt hơn trăm dặm, tu sĩ họ Trần không dám vào sâu trong hôi cốt sơn lĩnh có ngũ cấp yêu thú lơ kiêu tồn tại, chỉ bay men theo sườn núi, định dựa vào địa hình vào rừng cây để thoát thân nhưng gã dần thích ứng với khống chế bạch ngọc hạc tu sĩ họ trần không thể cắt đuôi hắn tuyệt đối không thoát được đâu ngươi chuẩn bị đấu pháp với hắn lần này chúng ta mua cả lô thứ giọng lục bảo lão đầu cũng vang lên trong tai gã tốc độ trốn chạy của tu sĩ họ trần đã đến cực hạn cũng không cắt đuôi được ngụy sách ngụy sách khống chế bạch ngọc hạc càng lúc càng thuần thục chắc chắn sẽ bắt kịp còn có tu sĩ ở đây đột nhiên ngụy sách và tu sĩ họ trần đều thấy trong sân cố bên trái phát ra ánh đỏ chỉ thuật pháp mới có thể ánh lên hàn vi vi Ngụy Sách kinh ngạc vì xuất hiện trong mắt gã lại là Hàn Vi Vi ban ngày mới rời chỗ ở thiên cấp của gã, không hiểu dùng linh dược gì mà hai con mắt sưng vù của nàng ta đã lành hẳn. Nàng ta đang thi triển hỏa thuẫn, mặt mày nhợt nhạt lao ra ngoài sơn cốc, đuổi sát là năm con rơi to đùng dài chừng ba thước, toàn thân lông lá, đầu là đầu sói. Ngụy Sách bội phục nàng ta đến tắt tiếng. Hồi sắc cự bức ngận này là phong hệ tứ cấp đê dài yêu thú lang đầu biên bức. Muốn gặp yêu thú tứ cấp trở lên trong thiên khung không dễ mà ở đây lại có tới năm con. Ngụy Sách hiện tại có trong tay mấy món bán linh khí, có cả pháp khí phòng ngự không tệ nhưng đồng thời đối phó ngần ấy con lang đầu tiên bức cũng rất vất vả. Nhưng giờ là lúc nào? Là ban đêm, thời điểm cả tu sĩ Chu Thiên Cảnh lưỡng tam trọng cũng không dám đi linh tinh. Nàng ta đi một mình, vào thời gian này đến hồi cốt sơn mạch, ngụy sách như điên lên khi thấy cảnh đó. Quan trọng là Hàn Vi Vi sắp không chống nổi nữa, tựa hồ không mang theo hồi khí đơn nên chân nguyên đã hao đến mức không thi triển được pháp khí lợi hại. Nếu tu sĩ họ Trần và người sách không cứu, e rằng mỹ nữ quyến rũ này sẽ biến thành món điểm tâm ban đêm của năm con lang đầu biên bức trong lúc này ngụy sách cực độ uất ức cứu nàng ta thì sẽ để tu sĩ họ trần cháy mất nhưng lúc đó hàn vi vi không rõ vì cớ gì lại đây cũng nhìn thấy gã và tu sĩ họ trần đang độn quang kinh hỉ cực độ lướt tới chỗ hai người là ngươi thấy ngụy sách đứng trên lưng bạch ngọc hạc hàn vi vi mặt không còn huyết sắc chợt ngần người xuẩn ngốc đứng im đợi chết hả thấy rõ tình cảnh ngụy sách giận đến mức trước mắt tối sầm âm mị nhận lập tức được ném ra ô núi rừng dậy âm phong một giải khô lâu đầu đáng sợ và một đạo ô quang chém đứt đầu con lang đầu tiên bước bay lên đỉnh đầu hàn vi vi há miệng định kích phát phong nhận chân nguyên của ngụy sách cơ hồ bị âm mị nhận đã tổn hại nặng hơn hút sạch miễn cưỡng khống chế bạch ngọc hạc đáp xuống đồng thời uống liền hai viên hồi khí đơn bốn con lang đầu biên bước xít lên chói tai bị gã thu hút đến mặt mũi gã nhăn nhó đáp xuống đất nhanh chóng lấy ra cái chung đồng xanh của lưu tam pháo rồi kích phát trong tích tắc màn sáng xanh đồng bao quang gã bốn luồng hôi sắc âm phong nhận như câu liêm chém vào vang lên mấy tiếng nổ Hàn Vi Vi vốn bị mấy con lang đầu biên bức truy đuổi giờ bị gạt qua bên. Ngụy Sách khẽ quay lại, mặt mũi xanh lét vì tu sĩ họ Trần đã hoàn toàn khuất bóng. Chát, 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 chát. Bốn con lang đầu biên bức vây lấy quang cháo màu đồng xanh quanh gã, liên kích phát phong nhận làm hao mòn uy năng. Ngụy Sách lấy ra bạch sắc cốt thuẫn hình ô van cao cỡ nửa người gã, vung hai tay, một tấm kim xà điện võng bao trùm mấy trượng vuông trùm lên một con lang đầu biên bức. Vô, hỗn kim sắc đoàn mô từ tay gã bay ra, chúng con lang đầu biên bức dựng đứng lông lá toàn thân, đầu nó tóe máu cơ hồ không phát ra âm thanh gì thì đã rơi xuống a à, hàn vi vi hô lên kinh hãi nàng ta nhận thấy bị mấy con lang đầu biên bước tấn công dồn dập thanh đồng quang cháo bên ngoài ngụy sách sau cùng không chịu nổi nữa nát vụn tan tành nàng ta biết bạch xác cốt thuẫn trước mặt gã là xuyên vân thuẫn luyện chế từ xương xuyên vân mãng pháp khí phòng ngự bán linh dài lúc đó một con lang đầu biên bước lại vòng ra sau lưng gã hồi sắc âm phong nhận từ miệng nó phun ra nhắm vào gáy gã phong nhận sắp đánh trúng gáy gã một con hỏa phượng đột nhiên xuất hiện chặn lại Hàn Vi Vi ngẩn người, nhớ ra trên mình gã bọc pháp y có uy năng phòng ngự không tệ. Gã lại vung tay, hai tia sáng đỏ từ tay bay ra, cả Hàn Vi Vi cũng không nhìn rõ là vật gì thì con lang đầu biên bức đã bị đánh văng đi, rơi ngay xuống đất. Trong tích tắc, năm con lang đầu biên bức bị Ngụy Sách giết mất ba, hai con còn lại tựa hồ nhận ra nguy hiểm, dốc sức bỏ chạy. Ngụy Sách vung tay, một cái vòng đồng lớn cỡ thùng nước xuất hiện phía trên con lang đầu biên bức đang bỏ chạy, chó chặt lấy nó. Một con lang đầu biên bức khác cách cả chừng 15, 16 trượng, phủ một tiếng, Hỗn kim sắc đoàn mâu lại từ tay gã bay ra, đục thủng một lỗ đỏ máu trên lưng Lang Đầu Biên bước khiến nó rơi xuống xuống ngay. Hỗn kim sắc đoàn mâu quay lại tay gã, gã lại mặt mũi lạnh tanh kích phát tiếp, đánh vào con bị ngũ hành đồng hoàn trói chặt nhưng vẫn cố vật lên. Lang Đầu Biên bức xít lên rồi bất động. Hàn Vi Vi há hốc miệng, Tu sĩ thần hải cảnh ngũ trọng muốn đối phó năm con Lang Đầu Biên bức tất cực kỳ vất vả nhưng ngụy sách thậm chí giết sạch, không chờ con nào. Sao ngươi lại ở đây? Lúc này Ngụy Sách điều khiển phi độn pháp bảo mà tán tu bình thường không có nên bây giờ trong mắt hàn vi vi thì gã trở nên thần bí sao ta lại ở đây ta thấy câu này do ta hỏi mới đúng ngụy sách không nhìn nàng ta sắc mặt cực kỳ âm trầm lấy hai cái vòng tay rực lửa từ trong bung một con rơi ra lạnh giọng ngươi muốn chết cũng đừng liên lụy người khác sắc mặt hàn vi vi trắng nhợt vốn định cảm tạ nhưng không ngờ ngụy sách lại nói vậy cứ cắn môi không nói thành lời ngụy sách không thèm nhìn đến nàng ta sắc mặt cực kỳ khó coi định bỏ đi người thấy ta liên lụy thì đừng cứu nhận ra gã không thèm nhìn mình hàn vi vi không chịu nổi nữa ta biết trước đây ta chống đối ngươi nhưng đã cho qua rồi mà một nam nhân như ngươi sao lại nhỏ nhen thế hả ta nhỏ nhen ngươi có biết kẻ ta đuổi theo vừa nãy trọng yếu với ta thế nào không ngụy sách bạo phát nhìn chăm chăm vào mắt hàn vi vi gần giọng ta nhỏ nhen cũng không thần kinh như ngươi ta đại tiểu thư chân bảo các một mình lại nửa đêm nửa hôm đến chỗ thế này tự tìm cái chết yên tâm đi sau này ngươi có phát thần kinh ta thấy cũng không cứu nữa hàn vi vi giật mình trước dáng vẻ của gã bất giác lui một bước ngụy sách lại kích phát bạch ngọc hạc đi một đoạn vẫn không thấy nàng ta có động tĩnh gì thì quay lại nhìn hàn vi vi vãn đứng bất động mặt mày trắng nhợt gã lại không nhẫn tâm mặt mũi nhan nhó quay lại ném cho nàng ta một lọ thuốc trong đó đựng hồi khí đơn hàn vi vi đón lấy lọ thuốc gã ném cho nhất thời không biết nói gì cứ ngẩn ra thế nào lẽ nào ngươi định cứ thế này quay về về rồi mới uống hồi khí đơn hả thấy hàn vi vi ngẩn ra đó người sách không nén được giận hay ngươi sợ hồi khí đơn của ta có độc sẽ đầu độc ngươi thấy nàng ta không biện bạch mà tỏ vẻ đáng thường lấy hai viên hồi khí đơn nuốt chừng sắc mặt ngụy sách mới hơi khá hơn à đúng lúc đó vang lên tiếng xé không khí một bóng người màu đỏ xuất hiện trong tầm mắt ngụy sách cùng hàn vi vi lại là y ngụy sách giận mình vì người đến là hồng y trung niên tu sĩ mặt mũi cao có hồng y trung niên tu sĩ mặt mày âm u này không rõ thi triển phi độn pháp quyết gì mà tốc độ tuy không bằng phong trúc riêng của tu sĩ họ trần và bạch ngọc hạc của ngụy sách đích nhưng hơn xa phong vân lý hình như y có Y xấu giọng lục bảo lão đầu vang lên trong tai gã ta tưởng ngươi nửa đêm còn ra đây làm gì hóa ra là gặp tiểu tình nhân nhìn rõ ngụy sách cùng hàn vi vi tu sĩ mặt mũi cao có này cũng ngẩn người rồi cười lạnh thế nào ngươi thấy ở linh nhạc thành mây mưa ân ái không đủ phong vị nên ra chỗ có yêu thú qua lại này để kích thích hả hàn vi vi thoáng ngẩn người nhìn y ngụy sách hơi nhíu mày vị huynh đài này hình như nhận lầm người tại hạ sư này chưa từng biết huynh đài người biết ta hay không không quan trọng chỉ cần ta biết ngươi là đủ hồng sam trung niên tu sĩ cười lạnh ngươi tên ngụy sách hả ngụy sách lạnh buốt trong lòng ngầm lấy cái chuông đồng xanh của lưu tam pháo ra thế nào các hạ biết tên tại hạ chúng ta có xích mích gì chăng? Hồng y trung niên tu sĩ thông thả nói, chúng ta không có xích mích gì, chỉ là ta có một bằng hữu muốn giết người, lại trả một món linh thạch, ta đành ra tay thôi. Trả trách ánh mắt hắn hung hãn như vậy, lúc nào trông cũng như nuốt chừng người ta, khác hẳn tu sĩ thông thường, xem ra là sát thủ truyền nhận linh thạch giết người. Ngụy sách lạnh buốt trong lòng, hỏi hồng y trung niên tu sĩ, ai sai các hạ đến giết ta, hắn cho các hạ bao nhiêu linh thạch? Thế nào, ngươi định cho ta nhiều linh thạch hơn, để ta giết y hả? Hồng y trung niên tu sĩ cười ha hả, ngươi nên bỏ ý định đó đi ta giết ngươi xong thì linh thạch của ngươi còn không thuộc về ta bất quá ngươi muốn biết ai định giết ngươi thì ta cho ngươi cơ hội ta sẽ phải thông chi cho vị bằng hữu đó đến nhận hàng ta sẽ nghĩ cách giữ lại một ngụm khí cho ngươi để ngươi trông rõ ai định giết mình chết được rõ ràng bốc một tiếng Người sách trực tiếp kích phát cái chuông màu xanh hình thành một quang cháo bao quang gã và hàn vi vi đạn gã lấy xuyên vân cốt thuẫn ra hồng y tu sĩ cũng không vội xuất thủ lấy ra một tấm thuẫn màu đen đang đêm nên không thấy rõ là pháp thuẫn loại gì bất quá ta cũng phải bội phục ngươi hồng y trung niên tu sĩ lấy ra tấm thuẫn lại nhìn lên mình hàn vi vi đã đổi sang mặc ngân sắc pháp y một cách không e rè sát tâm đại khởi ngươi chỉ là phổ thông tiểu tán tu tu vi không đạt cả chu thiên cảnh mà lại câu dẫn được đại tiểu thư chân bảo các hơn nữa còn cùng nàng ta và nam cung vũ tinh vui vầy một lượt thật sự lợi hại nên biết nữ tu như hàn đại tiểu thư đây bình thường cả ta cũng đừng mơ chạm vào chà chà Nam Cung Vũ Tinh và Hàn Đại Tiểu Thư đều là tuyệt sắc giai nhân, ta chỉ nghĩ đến cảnh nàng ta và Nam Cung Vũ Tinh trần trụi sung sướng bên dưới người thôi là ta không chịu nổi nữa rồi. Im ngay, Hàn Vi Vi thiếu chút nữa giận ngất đi, đưa ngón tay trắng nõn chỉ vào ngụy sách với vẻ không tin được, Ngươi biết hắn, người nói những lời vô sỉ gì với hắn mà hắn lại nói thế. Liên can gì đến ta, ngụy sách cũng hơi sững người. Thôi đi, Hàn Đại Tiểu Thư, không cần giả bộ thanh thuần ngọc nữ trước mặt ta, việc chính tay ta nghe thấy còn giả chắc bất quá cũng may là tiểu tử, tử này nửa đêm đến gặp ngươi không thì thân phận như người tất có mấy cao thủ đi theo ta không có cơ hội hồng y trung niên tu sĩ đắc ý nhìn hàn vi vi hàn đại tiểu thư đằng nào ngươi cũng đã bị tiểu tử này khai khẩn nhiều lần rồi nếu chịu ngoan ngoãn nghe lời để ta được sảng khoái một lần thì ta sẽ tha mạng cho ta cũng không cần phải cao bay xa chạy làm gì thế nào chà kẻ này sao giống lưu tam pháo thế có phải cũng biến thái như hắn ngụy sách rủa thầm bạn đang xem tán tu chi vương được đọc tại kênh youtube gì các phim chết đi trong cái bộ dạng ngươi dù phải lấy lợn mập ở bắc hàn thành thì ta cũng không để ngươi chạm một ngón tay vào ghê tởm hàn vi vi không như hoàng y y dẫn đến mức run người ngươi có giỏi cứ giết ta ta thoát được thì chân bảo các sẽ bất chấp mọi giá bắt sống ngươi phế hết tu vi bán vào liễu hạ hạng để các nam tu có thú vui đặc biệt ghé thăm ngươi hồng y trung niên tu sĩ xanh lét mặt mày định phát tác không phải chứ ngụy sách quay phát lại nhìn nàng ta với vẻ không dám tin cả liễu hạ hạng mà ngươi cũng biết thế nào ta lại không nghe qua chắc chỉ có hạng thường đến đó nhưng người mới biết hay sao hàn vi vi nhìn ngụy sách nói đầy giận dữ nếu không phải người nói nhăng cuội gì thì sao ban nãy hắn lại nói thế ngụy sách ré lên hàn đại tiểu thư ngươi có hiểu lý lẽ không ta nói với người khác là có quan hệ với ngươi lúc nào ta cần người thì bất kỳ ai tốn bảy trăm hạ phẩm lên phạch cũng hơn ngươi nhiều đánh rắm loại vô sỉ đó thì có gì ghê gớm không phải chỉ có vài bộ phận lớn một chút hả không rõ bị bao nhiêu nam nhân sờ mó các ngươi hồng y trung niên tu sĩ nớt nước bọt ừng ực cơ hồ thốt lên hai vị đại ca đại thư, ta mình đầy sát khí đến giết hai vị, hai vị đừng có ném ta qua một bên, coi như không khí thế này. Câm mồm. Hồng y trung niên tu sĩ mới gầm lên hai tiếng thì bị Ngụy Sách cùng Hàn Vi Vi chỉ ngón tay, cắt ngang. Cả hai ngó lơ y, tiếp tục tranh cã, còn không phải tại người kết thủ quán loạn xạ, khiến kẻ này đến đây, liên lụy cả ta. Chà, không vì ngươi thì ta đến đây làm gì, còn nói ta liên lụy ngươi. Được rồi, được rồi, ai bảo các ngươi đến đây đây hẹn hò, Đinh vừa làm chuyện đó vừa giết yêu thú, Hồng Y tu sĩ không nén được ý nghĩ này, nhưng cả hai vốn đang cãi nhau đổ lửa chợt dừng lại, cùng vung tay lên, một giải quang hoa vàng đậm cùng một con bạch sắc băng lòng đồng thời lao vào y. Quả nhiên là một đôi cầu nam nữ, diễn trò gà lão tử. Hồng Y trung niên tu sĩ không sao ngờ cả hai vốn đang cãi cọ lại đột nhiên tấn công, y không liệt phát ra thuật pháp và pháp bảo, nhảy vào sang bên, đồng thời vung ta, choang một tiếng, hoa lửa lóe lên, một tấm tiểu thuẫn không có quang hoa chặn đứng hỗn kim sắc đoàn mô của người sách lại. Chát băng long của hàn vi vi giáng xuống cạnh y hàn khí phát ra khiến y cứng người nhìn người không thuận mắt tí nào con bà nó chứ còn định giết ta nữa chứ ngụy sách ré vang ngũ hành đồng hoàn chụp xuống hồng y trung niên tu sĩ con nhóc ngươi chọc giận đại gia rồi chốc nữa ta sẽ giết tiểu gian phù trước rồi sẽ xử lý ngươi có chỗ của ngươi còn chưa bị khai khẩn lúc đó đừng trách ta không thương hương tức ngọc ánh mắt hồng y tu sĩ một quang bị phủ một lớp xương dày cực kỳ âm lạnh quét qua mông hàn vi vi quang hoa đen nhánh lóe lên chém vào ngũ hành đồng hoàn đang chụp xuống ngũ hành đồng hoàn vốn bị đại đao của lưu tam pháo chém nứt lần này đứt làm đôi thu nhỏ lại rơi xuống phi kiếm việc ngụy sách và lục Bảo lão đầu không muốn thấy nhất đã xảy ra hồng y tu sĩ âm độc này lại là kiếm tu luyện thành phi kiếm châu chấu đá xe không biết lượng sức điều khiến phi kiếm xanh biếc còn ánh lên vần đen chém tan ngũ hành đồng xong hồng y tu sĩ cười khinh thị chỉ là hạ phẩm phi kiếm hạng bét có cho thêm chút ngân cương tinh và thiên huyền ô kim thậm chí còn chưa tôi luyện đến nơi đến chốn đắc ý cái gì lục bảo lão đầu tức giận Ngụy Sách nghe vậy thì chỉ tay, hỗn kim sắc đoàn mâu lại lao vào Hồng Y Tu sĩ. Đồng thời, Hàn Vi Vi cũng sử dụng thanh trúc kiếm uy lực còn trên cả bán linh khí lần trước đem ra đối phó Ngụy Sách, cũng nhắm vào Hồng Y Tu sĩ. Choang choang, lục sắc phi kiếm của Hồng Y Tu sĩ uốn một vòng trên không, cũng như một con rắn xanh, liên tục cắn vào hai pháp khí. Hỗn kim sắc đoàn mâu của Ngụy Sách bị chém mẻ một vệt, thanh trúc kiếm của Hàn Vi Vi bị cắt làm đôi. Lão đầu, chẳng phải ngươi bảo là phi kiếm đẳng cấp tệ nhất sao? Ngụy Sách xót ruột kêu lên, cũng may hỗn kim đoàn mâu tổn hại không nhẹ linh khí không tan đi hư ta chưa nói xong phi kiếm tệ nhất cũng có chất liệu hơn hẳn pháp khí của các ngươi ngạnh tiếp thì pháp khí sao chống nổi phi kiếm lục bảo lão đầu kêu lên cẩn thận y chưa đạt phân niệm kỳ không thể chân chính phát huy uy lực của kiếm tu nhưng y có luyện thuật pháp nhất vật cự ly y không chế phi kiếm rất xa lại thập phần linh hoạt pháp khí bình thường không thể sánh được chát lục bảo lão đầu chưa kêu xong phi kiếm của hồng y tu sĩ đã bay tới chém vào thanh sắc quang cháo bao quanh ngụy sách cùng hàn vi vi hơi rằng có một chút thì quang táo bị đâm thủng dễ dàng như chọc đèn lồng. Choang, lục sắc phi kiếm dài ba thước đâm thủng thanh sắc quang cháo rồi đột nhiên vòng ra sau lưng, Ngụy Sách kịp thời phát ra hắc sắc huyền thiết pháp thuẫn, chặn đứng đòn đánh. Hoa lửa tứ tán, huyền thiết thuẫn có uy năng phòng ngự ngang với xuyên vân cốt thuẫn bị lục sắc phi kiếm chém sứt. Vù, lục sắc phi kiếm linh hoạt như vật sống, Hàn Vi Vi sợ Ngụy Sách không đỡ nổi liền hóa ra một tấm hỏa thuẫn trước xuyên vân cốt thuẫn. Ta sẽ toàn lực phòng ngự, không không cần lo phòng ngự, toàn lực tiến công hắn là được ngụy sách lấy ra một món pháp khí giao cho hàn vi vi lại kích phát cái chuông màu xanh tuy quang cháo phát ra không đỡ nổi phi kiếm của hồng y tu sĩ nhưng ít nhất cũng khiến phi kiếm giảm bớt đà cho gã có thêm thời gian cái chuông cũng là pháp bảo phòng ngự kiểu linh quang quang cháo này bị hủy hoại thì lại có thể kích phát cái khác bản thân thay thể không tổn hại gì hàn vi vi nhìn pháp khí gã đưa cho mà thiếu chút nữa bật khóc ngụy sách đến lúc này mà ngươi còn đùa với ta muốn ta toàn lực tiến công thì ít nhất cũng phải đưa đoàn mâu chứ ngụy sách đưa cho nàng ta một thanh đại đao cực kỳ tầm thường đại đao bình thường đã đành thanh đao này lại gì xét trông sức sở không để đâu cho hết thấy ngụy sách đưa cho hàn vi vi thanh đại đao này hồng y tu sĩ mặt mày cao có bật cười tiểu tử người đưa con bà nó con dao trẻ củi ấy ra dùng hả hữu dụng là được nói lắm thế ngụy sách lại phát ra hỏa phượng bao quanh người đồng thời bảo hàn vi vi hàn vi vi tắt tiếng dồn chân nguyên vào đại đao chém vào hồng y tu sĩ thầm nhù ngươi bảo dùng thì ta dùng đằng nào cũng bị đối phương chém làm đôi hồng y tu sĩ cực kỳ coi thường cười ha hả lục sắc phi kiếm lại dễ dàng đâm thủng thanh sắc quang cháo chém vào huyền thiết thuẫn choang huyền thiết thuẫn lại nứt toác xem ra chỉ năm sáu nhát kiếm nữa là tấm thuẫn của ngụy sách sẽ bị chém tan cơ hồ đồng thời thanh đao dì xét được hàn vi vi chém vào ô quang tiểu thuẫn trước mặt hồng y tu sĩ không phải chứ hồng y tu sĩ cùng hàn vi vi đều trợn tròn mắt không dám tin vì ô quang tiểu thuẫn rực lên hòa quang xuất hiện một vết nứt nhỏ ta chém Hàn Vi Vi ngần ra đoạn từ chỗ muốn khóc mà không có nước mắt biến thành hớn hở, phát ra bạch sắc băng long, đồng thời lại vung đao chém Hồng Y Tu Sĩ. Sắc mặt Hồng Y Tu Sĩ trở nên khó coi, lao đi như bay giống khi Ngụy Sách giao đấu với nàng ta, chỉ là tu sĩ Chu Thiên cảnh biết phi độn thuật pháp, nhấc chân lên liền cách mặt đất ba thước, tốc độ hơn xa Ngụy Sách, tránh được bạch sắc băng long. Đồng thời, y quay lại vẫy tay, lục sắc phi kiếm như đầu xà bay quay lại với tốc độ kinh nhân, cho một tiếng, chém vào đại đao rỉ xét của cổ Hàn Vi Vi. Thảm rồi, Hàn Vi Vi ré lên, Hồng Y Tu Sĩ tỏ rõ vẻ đắc ý. Nhưng nét đắc ý vừa hiện lên là cứng lại trên mặt hắn. Thanh đao gì không gãy làm đôi như y tưởng tượng mà chỉ hơi hàn một vết, choang một tiếng chém vào ô quang pháp thuẫn, trẻ thành một vết nứt. Thanh đao này lợi hại như thế đại đao quay lại tay Hàn Vi Vi, nàng ta đâm ra thích thanh đao này. Hồng Y Tu Sĩ nghiến răng, lục sắc phi kiếm lại hóa thành một đạo lưu quang, đâm thủng thanh sắc quang cháo ngụy sách mới kích phát, chém nứt thêm một vết trên huyền thiết thuẫn. Tuy thanh đại đao khiến y bất ngờ nhưng y cũng biết kim ô pháp thuẫn của mình đỡ thêm 10 đao cũng không thành vấn đề, y cũng vẫn còn mấy tấm pháp thuẫn, chỉ cần phá được phòng ngự pháp thuẫn của Ngụy Sách trước, giết gã là xong. Ngụy Sách lại kích phát một tấm pháp phù, một giải khí vàng rực sôi trào quanh gã và Hàn Vi Vi, hình thành mười mấy trụ đá lớn như thân người. Nhị giai thạch trụ phù lấy được của tu sĩ mặt ngựa, phi kiếm tuy chém mẻ một mảng lớn của trụ đá nhưng gần ấy trụ dựng lên như rừng thì Hồng Y tu sĩ điều khiển phi kiếm gặp nhiều trở ngại, không thể tùy tâm sử dụng như trước tốc độ của hắn khá nhanh ở đây lại chống trải thuật pháp của ngươi không có uy lực gì với hắn đừng phát thuật pháp rồi hao phí chân nguyên nữa dùng pháp bảo toàn lực tiến công là được ngụy sách kích phát thạch trụ phủ lại nói với hàn vi vi hàn vi vi vỗ ngực đầy huênh hoang không thành vấn đề đại đao của ngươi tiêu hao chân nguyên không nhiều kích phát bao nhiêu cũng được vậy hả dùng cái này đi ngụy sách thản nhiên đưa một vật cho hàn vi vi hàn vi vi nhận ra là một thứ như nửa thanh đao bất quá lần này nàng ta không bảo gã là đại ca đang đùa hả mà hớn hở kích phát luôn pháp bảo đó ngụy sách vật của ngươi là gì mà lấy sạch toàn bộ chân nguyên của ta nhưng lập tức sắc mặt hàn vi vi nhật đi lấy hai viên hồi khí đơn được ngụy sách đưa cho nước chừng linh khí hồng y trung niên tu sĩ nhật nhạt mặt mày giải hắc sắc khô lâu đầu và đạo ô quang vút tới thiếu chút cắt kim ô pháp thuẫn làm hai mảnh buộc y cuốn quyết phát ra một tấm thuẫn hình tam giác rực trái bạch sắc lân hòa cẩn thận đó là vệ linh thuẫn luyện chế từ cốt lân chỉ kém hơn âm lân xa một chút có tác dụng phá hoại pháp khí đừng dùng pháp khí ngạnh công dùng thuật pháp và phủ lục hồng y tu sĩ vừa lấy ra lục bào lão đầu đã nhắc nhở trong tay ngụy sách đây là vệ linh thuẫn không thể dùng pháp khí tiến công cứ dùng pháp phủ cùng thuật pháp đối phó với y ngụy sách móc ra một bó pháp phủ đưa cho hàn vi vi hóa ra chỉ là mảnh vỡ linh khí không thể tấn công nhiều pháp phủ thế này hồng y trung niên tu sĩ thấy hàn vi vi cơ hồ hao tận toàn bộ chân nguyên sắc mặt hơi khá hơn thì lại thấy ngụy sách lấy ra một nắm pháp phủ như bóc lá mắt y liền tròn xoe y cũng thấy sự tình đã trở nên nghiêm trọng qua wow. Hàn Vi Vi kêu to hưng phấn, kích phát một tấm pháp phù màu trắng pha lam, trong vòng mấy chục trượng trên đầu hồng y trung niên tu sĩ đột nhiên xuất hiện một đám mây trắng dày đặc. Tích tắc sao, từ đám mây trắng toát ra hàn khí còn gấp mấy lần nhị giai hàn băng phù, vô số băng chùy dài chừng hai thước rơi xuống như mưa. Tứ giai băng chùy phù. Hồng y tu sĩ tại Linh Nhạc Thành vẫn cao cao tại thương, hiện giờ mặt như cho tàn, nhanh chóng thu lại lục sắc phi kiếm, đồng thời phát ra một đạo hồng sắc phù lục, hai tay vung lên thi triển một đạo pháp quyết hồng sắc phủ lục kích phát xong hình thành một bức hỏa tường pháp quyết của y thi triển ra cũng hình thành một bằng sáng trong suốt như bong bóng có hiệu quả như ra vệ tâm trùng trường lão băng chủy va vào đều bị bắn ra băng chùy rơi xuống hàn khí tỏa rộng trong vòng hai ba chục trượng quanh hồng y tu sĩ đều đóng một lớp băng dày cây cối hoa cỏ đều bị đông cứng phòng ngự thuật pháp của hồng y tu sĩ tuy có thực lực chu thiên cảnh nhất trọng nhưng rõ ràng cũng không chống nổi hàn khí lại phát ra hỏa tường phối hợp cùng đúng là phá ra thấy hàn vi vi đánh cho hồng y tu sĩ mặt mày xám xịt ngụy sách muốn khóc mà không có nước mắt tấm tứ giai băng chùy phụ uy mạnh đó là do lục bào lão đầu mê mua sắm mới mua ở thành bắc dạ thị là tấm tứ giai pháp phủ duy nhất gã có có thể tấn công trong phạm vi rộng nhưng tấm pháp phủ khác có gì đặc biệt một chút phẩm cấp hơi cao là gã bỏ riêng ra chỉ có tấm cao giai phủ lục mới mua này chưa kịp cất kỹ nên để vào cùng chỗ với hỏa cầu phù và pháp phù bình thường lấy được từ một tu sĩ bị gã hạ sát trước kia ban nãy gã đưa cho hàn vi vi mấy chục tấm pháp phủ cơ mà nàng ta thuận tay phát ra lại là tứ giai băng trùi phủ, không phải phá ra thì là gì. Được, phóng hay lắm, tứ giai băng trùi phủ ta mua được dùng rất hay, ha ha, nữ tử này rất có cá tính, trông cũng xinh đẹp, mông lại cong, cả ta cũng thích, bất quá tiểu tử, tử ngụy sách ngươi sao lại không nói gì với ta về việc khai khẩn nàng ta nhỉ, lục bào lão đầu cao hứng cười ha ha, trên một câu khiến ngụy sách thiếu chút nữa ngất xỉu. Mau lên, nhân cơ hội này đánh vỡ phệ linh thuẫn, lục bào lão đầu lại kêu lên, tiếp tục phát pháp phù, đánh vào phệ linh thuẫn. Ngụy Sách rút lại 10 tấm pháp phủ từ tay Hàn Vi Vi, kích phát một tấm mà không cần nhìn. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Link tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Di các phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.